một cái con số luôn. Và điều này giúp anh Phi có một cái ý tưởng là anh Phi sẽ phân tích bốn cái bộ phụ kiện này xem coi nó có gì giống nhau và khác nhau nhé. Các bạn chờ anh Phi chút xíu, anh Phi sẽ tới với các bạn qua một cái ý tưởng nữa để kết thúc cái đoạn clip này nhé. Rồi các bạn, anh Phi chỉnh máy về trung tâm của bốn con quay rồi. Và bây giờ anh Phi sẽ tập trung bốn cái đầu linh thú của bốn con để anh Phi phân tích xem coi nó như thế nào. Và chắc chắn rằng là nó khác nhau. Không cần phải so đo, không cần phải tính toán, không cần phải nói chi cho nó nhiều ha, cho nó khổ tâm. Tại vì đơn giản nhìn vào thì là thấy nó khác nhau rồi ha. Nhưng mà lạ cái á, là ba cái con mà ở phía sau á, 6, 3, 4, 3, 0, 4, 0, 2, 4, 0, 3, 4, 0, 4 á, thì nó có cùng cái màu trắng và nó cùng có màu cái ánh kim màu vàng. Riêng có một cái anh, không, ba anh khác chứ, ba anh 6, 3, 4, 0, 1, 0, 3, 0, 4 nó có cùng cái màu trắng và màu ánh kim vàng. Riêng cái anh màu đỏ thì anh lại có một cái linh thú đầu rồng. Các bạn thấy không, sự khác biệt rõ ràng và cái sự giống nhau cũng rất là rõ ràng. Rồi bây giờ anh Phi sẽ trả lại bốn cái đầu linh thú này cho bốn nhân vật. Hy vọng anh Phi sẽ nhớ được nó nằm đâu để anh Phi trả. Trước hết cái nhẫn đầu rồng, cái linh thú đầu rồng này là rất là rõ ràng rồi, nó nằm ở đây. Và còn ba thằng này thì thực sự ra là cho tới bây giờ thì anh Phi cũng không thể nhớ được nó ở đâu. Nó ở đâu, nó nằm chỗ nào. Anh Phi nhớ cái này là ở đây nè. Và anh Phi nhớ cái này là ở đây nè. Rồi, rồi nếu có bị sai thì anh Phi sẽ xem lại cái clip và để anh Phi bỏ cho đúng. Và nếu các bạn có thấy anh Phi sai chỗ nào thì giúp anh Phi comment cái ha, giúp anh Phi comment cái coi coi nó sai chỗ nào. Cái nhẫn đầu thú này anh Phi có bỏ đúng hay không. Nhưng riêng cái phần này thì dễ dàng nè, cái đệm chiến đấu thì nó dễ dàng rồi, nó đi theo màu, được chưa. Một bàn tay của anh Phi không thể chứa được bốn cái này đâu ha, nó đi theo màu nè các bạn nhớ, thấy không đó. Cho nên là rất là dễ dàng để mà chúng ta phân biệt. Vậy thì ở chỗ này anh Phi truyền tải đến mức với gì với các bạn. Chẳng hạn những cái này khi anh Phi lấy ra, anh Phi không để ý là một hồi khi bỏ vào là không chính xác. Bởi vì ngày xưa thì ông bà có dạy là học ăn, học nói, và học gói và học mở. Chúng ta phải học cách gói trước, chúng ta phải mở. Nhưng không có nghĩa rằng là đang nói rằng là chúng ta phải học cách gói chúng ta mở. Nhưng ý đây là vừa gỡ và chúng ta phải vừa xem coi người ta gói như thế nào. Để một hồi có gói trở lại thì gói cho đúng. Và nhất là ngành đồ chơi thì luôn luôn tôn trọng phần này. Tại vì các bạn tháo hàng ra để các bạn test cho khách là cũng một hồi nữa các bạn đóng hàng lại. Nếu các bạn không xem coi coi nó đóng như thế nào, các bạn cứ gỡ ra một hồi nữa các bạn sẽ đóng lại không được. Và nhất là trong những cái hộp bếp to là các bạn đóng lại không được nha, nó dư nha, độc đáo như vậy đó. Thôi vậy nhờ anh Phi trở lại với câu chuyện của bốn cái dòng đệm của chúng ta. Bốn cái dòng đệm của chúng ta nó rất là rõ ràng về mặt màu sắc và thiết kế rồi, không cần phải phân tích gì nhiều hết. Đây là 6, 3, 4, 4, 0, 4 nè, thiết giáp thần xa nè, có sự dòng số 2 nè. Này 6, 3, 4, 4, 0, 3 nè, nó này thần tiễn lâm thạch nè. 6, 3, 4, 4, 0, 2 nè, thần rồng vuốt lửa nè. Còn cái này là thần phong giáp chiến là 6, 3, 4, 4, 0, 1 nè. Và anh cũng rất là cảm ơn bạn Khôi Nguyên, ở một bạn ở có cái số tuổi cùng với số tuổi con anh ở hiện nay đang ở Hà Nội, là em luôn nhắc anh rằng là thần phong giáp chiến không phải là phong thần giáp chiến ha. Anh rất cảm ơn em, bởi vì em nhắc luôn luôn nhắc anh điều đó, để luôn luôn con nhắc chú điều đó, chứ xưng anh thì không được. Con nhắc chú điều đó để chú luôn nhớ là mình sẽ phải cẩn thận trong vấn đề về gọi tên các sản phẩm. Và cái này cũng là sự khác biệt rõ ràng, là anh Phi cũng không phân tích ở chỗ này. Chất lượng nhựa của Audi thì các bạn cũng không cần phải bàn cãi nữa ha, nó rất là ok ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ trả lại một cái khung ảnh rộng hơn để anh Phi trả lại ha. Anh Phi để ở phía trên bởi vì sao? Bởi vì nó còn một cái đế quay nữa, số 2. Và anh Phi, nhiệm vụ của anh Phi là sẽ phải nhớ cái đế quay số 2 nè. Anh Phi lấy ở đầu nè, thấy không? Anh Phi lấy nè. Và anh Phi xin thưa với các bạn, hai cái đế quay trên tay rồi thì anh Phi thấy nó giống nhau rồi đó. Cái đế số 3 nè, nó khác nha. Cái đế của cái con, hai con đầu, cái con 634 thần phong giáp chiến với lại thần rồng vuốt lửa nó giống nhau. Nhưng cái đế của cái con
Thần Tiễn Lâm Thạch với lại Thuyết Giáp Thần Xa thì nó lại là một cái đế khác, nó lại là một cái đế khác, nó dài hơn, cái gù nó dài hơn, còn cái này cái gù nó ngắn hơn. Anh Phi sẽ phóng to lên đây các bạn xem nha. Đây nè các bạn, lật ngang các bạn sẽ thấy là cái gù nó to hơn nè, thấy không nè, cái gù nó to hơn chút xíu nè, còn dài hơn chứ không phải to hơn, nó dài hơn. Và cái này thì nó ngắn, nó tròn hơn nè, thấy không? Vậy thì ở đây học ăn, học nói, học gối, học mở là như vậy đó ha. Đó là vậy. Anh các bạn nói anh Phi nói nhiều anh Phi chịu, nhưng mà đó là tâm sự với nhau thôi, giống như lên trên mạng vậy. Anh Phi rất là thích cái cách Khôi Nguyên comment luôn hướng về điều tích cực. Cho dù anh Phi có nói đúng hay nói sai thì em vẫn rất là tích cực. À chú Phi đúng là như vậy, chứ các em lại không comment rằng là chú Phi sai, chú Phi ngốc, chú Phi gì đó. Không phải chú Phi sai, chú Phi ngốc, mà đôi lúc ở trong cái clip đôi lúc chú Phi sẽ cung cấp những cái thông tin bản thân chú Phi cũng chưa rõ ràng, cho nên nó bị sai. Thì sai thì mình chỉnh lại cho đúng thôi, nhưng mà anh Phi, chú Phi quay trở lại để chỉnh cái clip cho đúng thì rất là nhiều, mất nhiều thời gian, cho nên chú Phi sẽ chỉnh bằng câu chữ và comment ở dưới. Hoặc là chúng ta dựa trên những điều tích cực để comment, để chúng ta tạo cho mình một cái thói quen là tất cả mọi vấn đề chúng ta nên nhìn theo hướng tích cực, và chúng ta comment viết chữ trên đó cũng chính là thể hiện trình độ văn hóa của chúng ta. Không phải là trên mạng rồi cào bằng phím mà chúng ta muốn viết sao thì viết nha các bạn nhé. Rồi anh Phi sẽ trả lại bốn cái nắp ở đây. Và sự phân tích là hai mã hàng đầu 634, 401, 402 thì nó giống nhau, cái đế nó gù tròn hơn. Và 634, 403, 404 thì cái gù nó cao, nó dài hơn, nó cao hơn một chút xíu ha. Rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ tiếp tục phân tích tới cái dòng chiến đấu của chúng ta. Anh Phi sẽ lấy từ 634, 401 qua ha. Đây chính là cái dòng mà chiến đấu 634, 401. Và tất nhiên ở dưới nó cũng sẽ có chữ alpha nè. Đấy các bạn thấy không? Chữ alpha, và ở đây anh đoán nó sẽ là số 1. Ôi, nó sẽ là số 3 nha. Đấy. Còn ở đây cái con thần rồng vuốt lửa, thần rồng vuốt lửa nó sẽ ưu đi, nó sẽ là số mấy đây? Anh Phi nhìn ngoài nha, số 3 luôn mấy bạn. Số 3 thì nó sẽ giống nhau. Số 3 cùng một số 3. Ha, cùng một số 3 thì anh Phi coi nó giống nhau hay không. Anh xin thưa với mấy bạn là nó không giống nhau. Hai cái dòng này nó không giống nhau. Cái con này là của 634 401 nè, 634 402 nè. Là hai con này, hai cái này nó đã khác nhau rồi. Ha, khác nhau về mặt thiết kế rồi nè. Rồi cái này 634 403. 403 thì tất nhiên ở phía dưới này cũng sẽ có chữ OD, và cái này nó sẽ là số 4 ha. Số 4 ở đây. Số 4 chính xác là số 4 ha. Cái số 4 này thì chắc chắn là nó sẽ thiết kế khác nữa rồi ha. Đây, nó sẽ khác. À, nhìn giống ba cái dòng kiền càng khôn của Natra không các bạn? Đó. Và ở đây chính là cái dòng của Thiết Giáp Thần Xa, nó cũng sẽ là số 4 luôn. Nhưng mà số 3, số 4 anh không quan trọng đâu. Anh nghĩ là cái này nó bỏ vào ngẫu nhiên hay sao đó. Ha, cái dòng của nó nè. Không? Đó, nó khác biệt với lại ba cái dòng kia luôn. Và nói chung là nó phân tích trên cơ sở cùng cái màu ánh kim màu vàng, cùng là cái dòng số 2, nhưng nó có sự khác biệt rõ ràng về mặt thiết kế. Con này là 634 404 anh Phi sẽ trả lại ha. Rồi 634 403 anh Phi sẽ trả lại. Rồi 634 402 anh Phi sẽ trả lại. Và 634 401 anh Phi sẽ trả lại. Và tới bây giờ thì các bạn cũng đã thấy điểm giống nhau và khác nhau của những cái phần phụ kiện ha. Phần phụ kiện của cái dòng quay Nado phiên bản cao cấp, Nado 5 phiên bản cao cấp rồi. Thì tới đây thì anh Phi cũng xin kết thúc clip của mình ở đây. Và thực sự clip này rất dài, và các bạn cũng nên cân đối kỹ thời gian để các bạn xem ha. Bởi vì đây là một cái sự phân tích xuyên suốt giữa bốn cái mã hàng của một cái dòng hàng cao cấp, và anh Phi cần rất nhiều thời gian để phân tích nó là giống nhau và khác nhau như thế nào. Và tới đây anh Phi cũng xin kết thúc các clip mình ở đây, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.